Mẹ yên tâm, tên Tô Hoàng phải ra trước công đường để đối chất và phải chịu lãnh hình phạt thích đáng về những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Còn có cách buộc hắn phải mở miệng. Hắn không phải là tên bứa. Quay về làng Nhất, Dứt Cương Dị là người cầm cân nảy mực. Trọng Nghĩa lập tức cho lật lại trọng án liên quan đến ông chủ Tô Gia Trang. Lão Sư. Dạ, bẩm quan. Nếu ngài đưa ra được bất kỳ ai trong lời khai của bà ta ra làm nhân chứng, ta sẵn sàng đối chất. Thế nhưng mọi nỗ lực của vị quan trẻ đều không đủ sức bóc trần tội lỗi kẻ đã gây ra cái chết oan khuất cho bao người. Ta nghĩ là phiên xét xử này sẽ không đi đến kết cuộc gì đâu. Trọng Nghĩa, con đừng có tha cho hắn. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Viện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 3, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình 91. Mời quý khán giả chú ý đón xem.